được trải nghiệm những nhiều loại táo biển ở trên du thuyền. Táo rừng, táo cà, táo nhóm, táo rừng, táo cà, táo rừng, táo cà, táo rừng, táo cà, táo rừng, táo cà. Tôi là người đi táo rừng. Bản tin thời sự tối nay thứ bảy ngày 21 tháng 1, tức ngày 30 tháng chạp năm Nhâm Dần, sẽ có một số nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh tại một số bệnh viện ở Hà Nội. Cách đây đúng 50 năm, trước thềm xuân Quý Sửu 1973, quan miền Bắc vui đón một cái Tết yên bình thực sự sau khi hiệp định Paris được ký kết. Quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hân hoan chào đón Tết Nguyên Đán Quý Mão. Thu xuân mới, nghị quyết không để tổ quốc bất ngờ từ hướng biển. Bà con Việt kiều tại California, Mỹ rộn ràng mua sắm Tết. Trong năm đầu tiên, California ghi nhận Tết Nguyên Đán là ngày lễ chính thức của bà.